phố Việt trước năm 1975 là một đề tài còn khá xa lạ với những người yêu mến võ thuật. Thứ chúng ta biết về võ thuật Việt Nam thời kỳ này còn khá mập mờ và không rõ ràng. S đã nhận được yêu cầu từ các bạn khán giả làm về đề tài này. Vì thế, để chiều lòng các bạn và cũng để S giải đáp thắc mắc của chính mình, hôm nay S xin gửi đến các bạn khán giả bài viết giải đáp về võ thuật tại Việt Nam trước năm 1975. Đây là bài viết mà chúng mình đã sưu tầm được. Pháp đã gặp phải những sự chống cự oanh liệt của người dân Việt. Phần lớn các tổ chức kháng chiến chống Pháp bắt nguồn từ các nhà lãnh đạo võ thuật. Do đó, để vô hiệu hóa phần nào sức kháng cự của người Việt, chính quyền Pháp đã ra lệnh nghiêm cấm các hoạt động võ thuật trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, với tinh thần ái quốc và bất khuất của người Việt, các vị võ cử, võ gia Việt Nam vẫn âm thầm lén lút dạy võ cho các thanh thiếu niên để nung đúc tinh thần quật khởi kháng chiến chống Pháp. Mặc dù với khí giới thô sơ, tầm vong chuốt nhọn, việc chú ý đến các ông như Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng, Lê Trực, Hoàng Hoa Thám. Năm 1862 đến năm 1864, ông Trương Công Định kháng chiến ở Gò Công và Biên Hòa. Năm 1875, ông Nguyễn Hữu Huân nổi lên ở Mỹ Tho và Tân An. Vào tháng 8 năm 1864, ông Trương Huệ, con của Trương Công Định, nổi lên ở Tây Ninh. Vào tháng 8 năm 1917, ông Lương Ngọc Quyến và Trịnh Văn Cấn nổi lên ở Nhà Lao Thái Nguyên. Năm 1927, hai ông Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng nổi lên chống Pháp ở Yên Bái. Năm 1885, ông Quảng Hán Nguyễn Văn Bường khởi binh ở Bà Điểm Hóc Môn, Bà Trà Tân Khánh. Trận đánh nổi tiếng nhất là ở 18 thôn Vườn Trầu gọi là Thập Bát Phù Biên. Trong đó nghĩa binh bị vây đánh, sau cùng còn lại 70 người cùng nhau thề đánh cho đến chết và họ đã giữ vững lời thề. Từ trận đánh Pháp nổi tiếng này về sau, danh từ Võ Vườn đã được lưu truyền để nói lên tinh thần võ dũng của địa phương này. Nếu muốn nói võ vườn là một môn phái võ thuật, người ta cũng không thấy được một số tài liệu sách vở nào để chứng minh về nguồn gốc, kỹ thuật căn bản của nó, mà chỉ được nghe nhắc qua lời truyền miệng của các dân địa phương. Có lẽ đây chỉ là một số đoàn thế chiến đấu tự vệ của dân địa phương được ảnh hưởng bởi võ thuật Trung Hoa, bắt nguồn từ năm 1679, tướng Trần Thắng Tài và hơn 3.000 binh sĩ nhà Minh, bất phục cùng Thanh Triều đã được chúa Nguyễn Hiền Vương cho phép tị nạn, khai hoang, lập ấn định cư dọc theo đồng bằng sông Đồng Nai. Để chứng minh cho lệnh cứ trên, chúng tôi còn ghi nhận qua lịch sử bởi chiến tích võ dũng của 18 thôn Vườn Trầu vào năm 1782. Tại đây, quan binh Tây Sơn Nguyễn Nhạc đã bị đánh bại do sự phục kích của đạo binh Hoàng Nghĩa, người Trung Hoa cư ngụ tại 18 thôn Vườn Trầu. Vào năm 1911, Ngài Mộc Đức Thiền Sư, một trong những vị cố vấn cho Tôn Giật Tiên, đã thu nhận 4 đồ đệ người Việt Nam như Trần Tần Chân Nhân, Thiện Tạo Đạo Nhân, Tư Hớn Cư Sĩ và Thiện Tâm Thiền Sư. Về sau, bốn vị này góp công lớn vào việc phát triển ngành thiền tông và võ lâm tại Việt Nam. Riêng về Thiện Tâm Thiền Sư, tên thật là Nguyễn Văn Sáu, hiệu Đoàn Tâm Ảnh, sinh năm 1900 tại Bạc Liêu, Nam Việt Nam. Sau 18 năm được theo thầy Mộc Đức Thiền Sư để học võ lâm và thiền tông tại chùa Phi Lai Tự, miền Bắc Trung Hoa. Ông trở về Việt Nam vào năm 1930, mở trường dạy võ thâu nhận môn đồ. Đồng thời, ông cùng một số nghệ sĩ âm thầm thành lập đảng Sao Trắng để chống Pháp. Đảng Sao Trắng với tinh thần nghĩa hiệp giúp đỡ dân lành đã làm cho những tay cường hào ác bá và chính quyền Pháp phải nhiều phen bối rối tại miền lục tỉnh Hậu Giang, Nam Việt Nam. Năm 1960, để hưởng ứng phong trào thanh niên võ thuật, ông đã chính thức thành lập Hội Võ Lâm Việt Nam và sau đó thu nhận được 4 vị đệ tử tâm đắc như giáo sư Vũ Đức, giáo sư Hùng Phong, giáo sư Hàn Thanh và giáo sư Nguyễn Thiên Tài. Mãi đến năm 1970, ông lui về ẩn dật. Chức vụ trưởng môn phái Võ Lâm Việt Nam đã được ông chính thức truyền lại cho giáo sư Vũ Đức để tiếp tục công việc phát triển môn phái. Về sau, để tìm nguồn an lạc nơi chốn thiền, Thiện Tâm Thiền Sư đã trụ trì tại chùa Pháp Hoa, Sài Gòn. Ngoài ra, một số các vị sư Việt Nam lão thành nổi danh như thầy Võ Dực, hiệu là Nam Nghĩa, người làng An Dinh, huyện Bình Khê, thầy Hồ Nhu, hiệu là Hồ Ngạnh, người làng Thượng Truyền, quận Bình Khê, giỏi về cung pháp, thầy Toàn Phong và thầy Tào Sáu ở quận Bình Khê, giỏi về quyền cước, thầy Triệu Thúc Lan ở quận Dương Đông, đảo Phú Quốc, thầy cử nhân Trương Thạch ở Bình Định, thầy cử nhân Đinh Cát người Quy Nhơn, thầy Nam Xoay người Bạc Liêu, thầy Sáu Khá và các thầy Tư Công, Hai Sình đều ở Bạc Liêu. Võ sư Huỳnh Kim Hên, hiệu là Mã Thanh Long người ở Bạc Liêu, về sau cư ngụ tại Hòa Hưng, Sài Gòn. Thầy Hàn Bái sáng tổ hệ phái Hàn Bái, thầy Vũ Bá Oai kế nghiệp thầy Hàn Bái thành lập võ đường Hàn Bái tại Sài Gòn. Thầy Trương Thanh Đăng, hiệu là Sa Long Cương người tỉnh Phan Thiết, về sau cư ngụ tại Sài Gòn. Thầy Hồ Hợi sáng lập Hội Cửu Long Võ Đạo tại Sài Gòn.
Trong thời Pháp thuộc, môn quyền Anh được du nhập với kỹ thuật tay nghề đấm giản tiện và rất được sự ngưỡng mộ của quần chúng người Việt. Vào giữa thập niên 1960-1970, các võ sư huấn luyện quyền Anh đáng kể như Minh Cảnh, Huỳnh Tiền, Khi Đêm Say, Trần Mộng Lân, Nguyễn Sơn, Lý Huỳnh, Minh Thành. Bộ môn quyền Anh được hoạt động dưới sự chăm sóc của Tổng cục Quyền thuật Việt Nam. Tổng cục này đã được thành lập vào năm 1956 tại Sài Gòn do sự góp mặt của các võ sư và võ sĩ thuộc nhiều môn phái võ thuật Việt Nam khác nhau. Ngoài ra, vào năm 1960, các vị võ sư còn thành lập Tổng hội Nghiên cứu Võ học Việt Nam với ước vọng để khảo cứu các ngành võ thuật Việt Nam. Trong suốt 15 năm thành hình, Tổng hội này không có một biểu hiện nào đáng được ghi nhận. Phần lớn nỗ lực hoạt động võ thuật Việt Nam trong quảng đại quần chúng đều do công trình của Tổng cục Quyền thuật Việt Nam đẩy mạnh, dưới sự yểm trợ của chính quyền thanh niên. Mặc dù có rất nhiều võ phái Việt Nam hoạt động song song với Tổng cục Quyền thuật Việt Nam, nhưng chỉ có vài võ phái được sự tổ chức một hệ thống võ đường quy củ, thu hút được nhiều võ sinh trên toàn quốc như Hội Võ thuật Vô Vi Nam do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập. Về sau, võ sư Lê Sáng kế nghiệp, Hội Võ Lâm Việt Nam do lão sư Đoàn Tam Ảnh, pháp danh Thiện Tâm Thiền Sư sáng lập. Về sau, giáo sư Vũ Đức kế nghiệp, Hội Cửu Long Võ Đạo do võ sư Hồ Hời sáng lập. Năm 1945, sau khi quân đội Nhật Bản thắng Pháp tại Việt Nam, cũng như tinh thần võ sĩ đạo Nhật vang danh khắp thế giới, môn võ Nhật nổi danh lúc bấy giờ là môn Judo và Jiu-Jitsu rất được người Việt Nam hâm mộ. Vị võ sư người Nhật đầu tiên đến giảng dạy du đạo tại Việt Nam là võ sư Yonka. Về sau lại có các võ sư Watanabe, võ sư Ishikawa. Năm 1948, giáo sư Hồ Cẩm Ngạc trở về nước sau 5 năm du học tại Nhật Bản. Giáo sư Hồ Cẩm Ngạc là người Việt Nam đầu tiên đã tốt nghiệp môn du đạo tại trường Đại học Du đạo Kodokan, Nhật Bản. Ngoài ra, ông còn tốt nghiệp các bộ môn võ thuật khác như Karate-do thuộc trường phái Yosekan. Vào năm 1956, giáo sư Hồ Cẩm Ngạc đã xuất bản quyển Nhu đạo Tạp Phương. Vào năm 1955, giáo sư Phạm Lợi từ Pháp về Việt Nam và đã xuất bản quyển Kỹ thuật Nhu đạo vào năm 1956. Ngoài ra, còn có một số giáo sư Nhu đạo đáng kể như giáo sư Đặng Thông Trị, giáo sư Phan Văn Quang, giáo sư Thái Thúc Thuần, giáo sư Vương Quang Ba, Thượng tọa Thích Tam Giác. Những vị giáo sư Nhu đạo vừa kể trên đều là những vị đóng góp thành lập Tổng cục Nhu đạo Việt Nam vào năm 1956. Riêng giáo sư Đặng Thông Trị, ngoài môn Nhu đạo, ông còn làm giáo sư Aikido đầu tiên đẩy mạnh phong trào hiệp khí đạo tại Việt Nam. Vào năm 1964, bào đệ của giáo sư Trị là giáo sư Tăng Thông Phong thành lập Tổng cục Hiệp khí đạo Việt Nam. Vào năm 1960, quân đội Viễn Chinh Đại Hàn đến tham chiến tại Việt Nam. Môn võ Đại Hàn Taekwondo do tướng Choi Hong Huy lãnh đạo đã được chính quyền quân đội yểm trợ phát động môn võ này trong quảng đại quần chúng. Sau đó, Tổng cục Thái cực đạo Việt Nam được ra đời do Trung tá Phạm Văn Cư làm chủ tịch sáng lập. Đến niên khóa 1973-1975, Đại tá Trần Thanh Điền kế nhiệm chức chủ tịch Tổng cục Thái cực đạo Việt Nam. Môn võ Thái cực đạo đã lớn mạnh tại Việt Nam trong cao trào thanh niên khỏe với nhiều võ phái trăm hoa đua nở. Căn cứ vào lịch sử tranh đấu Việt Nam, võ học cổ truyền Việt Nam là một nền tảng căn bản cho quân sự quốc phòng. Do đó, võ học đã đóng một vai trò rất quan trọng trong vận mạng thịnh suy của đất nước. Kể từ thượng cổ thời đại vào đời vua Hùng Vương lập quốc, mặc dù con người chưa biết dùng chữ viết để ghi chép lại sự diễn tiến của võ học, nhưng nhờ vào một số di tích của các món binh khí như búa, rìu, dao, dùi, cào, trống đồng và một số tranh ảnh chiến đấu được khắc vẽ trên những phiến đá tại các vùng đất thuộc Bắc Việt Nam, được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ đã nói lên được phần nào khoa võ học lập quốc của tổ tiên người Việt Nam. Với vốn liếng căn bản khoa võ học lập quốc đầu tiên, sau đó trong các dịp giao tiếp với lân bang, người Việt đã biết khôn khéo thái nạp cái hay để biến chế và đồng hóa và sắc thái riêng biệt của mình. Điển hình là sự ảnh hưởng của nền võ học Trung Hoa và Ấn Độ xuyên qua các nhà truyền giáo hoặc các quần binh người Trung Hoa trong thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc. Để rồi sau đó nền võ học kiến quốc được phát huy trong các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn. Mãi đến thế kỷ 17, người Âu Châu đến buôn bán và truyền đạo Thiên Chúa tại Việt Nam. Và đến thế kỷ 19, cuộc tranh chấp bằng võ lực giữa Việt Nam và Pháp bùng nổ. Nền võ học kiến quốc của Việt Nam đã bị vô hiệu hóa trước súng đạn tối tân của Pháp. Sau đó, Việt Nam phải chịu đựng hơn 80 năm lệ thuộc người Pháp. Trong thời gian tiếp xúc với người Âu Châu, người Việt đã hiểu được rằng sự tiến hóa của nhân loại trên thế giới hiện nay đã bước qua một kỷ nguyên tiến bộ mới trên nhiều phương diện, cũng như võ học cổ truyền với gươm giáo làm căn bản. Không còn là một yếu tố chính yếu thích nghi cho quân sự quốc phòng nữa mà đã được thay thế bằng những đạn dược, súng ống tối tân, hiện đại hóa quân sự với những kỹ thuật chiến tranh máy móc. Kể từ đó, nền võ học kiến quốc của Việt Nam không còn đóng một vai trò chính yếu quân sự trong lịch sử mà đã biến thể để trở thành một bộ môn thể thao tự vệ, cũng như các bộ môn thể thao thuần túy khác nhằm mục đích phụng sự cho phong trào khỏe của nước nhà thêm phần phong phú.
Trên đây là tất cả những gì về võ thuật Việt Nam trước năm 1975. Các bạn cảm thấy như thế nào? Nếu thấy hay, hãy like và subscribe cho kênh nha. Còn nếu có gì thắc mắc, hãy cứ comment ngay phía dưới. Chúng mình sẽ cố gắng giải đáp tất cả thắc mắc cho tất cả các bạn. Còn bây giờ, xin chào tất cả và hẹn gặp lại.